Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Vâng, hôm nay ngày mùng 6 tháng 6 năm 2020 tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung Quan Lão, Hải Phòng. Đức Trung đang bán một cái mẫu xe, đó là chiếc Santa Fe Gold. Vâng, được trang bị 7 chỗ ngồi rộng rãi. Vâng, ở bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu hãy ủng hộ cho Đức Trung bằng cách là bấm vào nút đăng ký và thường xuyên cập nhật được các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Và trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một chiếc Santa Fe Gold được sản xuất năm 2004 và lăn bánh lần đầu là năm 2008. Trang bị động cơ 2.0 máy dầu số tự động, một cái mẫu xe phải nói là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu bằng chỉ khoảng 7 lít dầu trên 100 cây. Đây là toàn bộ các phần ngoại thất của xe. Xe thì được trang bị lước sơn màu đen, có phanh ABS, túi khí, bằng la răng đúc, gương kính chỉnh điện, bằng 7 chỗ ngồi khá là rộng rãi. Một cái mẫu xe giá rẻ. Vâng, ở bên Đức Trung thì đang chào bán cái mẫu xe này với giá là 252 triệu. Vâng, chỉ với 252 triệu đồng. Quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi, gầm cao, vâng, số tự động, được trang bị đầy đủ các cái chức năng an toàn. Và nhà BS có túi khí và số tự động thì nó chạy nó rất là nhàn, và động cơ diesel thì nó tiêu tốn ít nhiên liệu, bằng giá dầu thì nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Đây là toàn bộ các phần ngoại thất của xe, xe còn rất là đẹp luôn. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy đến với chợ ô tô miền Bắc, đến với Đức Trung. Số điện thoại 0965 951 955. Vâng, đây là toàn bộ các cái phần đầu của xe. Cái form đầu xe còn rất là đẹp. Vâng, xe thì được mang biển của thành phố Hải Phòng. Một cái mẫu xe gầm cao, bánh béo, trang bị 7 chỗ ngồi, 252 triệu đồng. Vâng, giá rất là yêu phải không quý anh chị của các bạn? Ai mà đã từng được sở hữu chiếc xe này hoặc đã được ngồi trên chiếc xe này rồi thì mới biết được hết các cái giá trị của nó. Xe còn rất là cứng cáp, bền bỉ. Vâng. Sơn xi thì sạch sẽ, sáng đẹp từ đầu đến đuôi rồi. Và đây là cái phần nội thất của xe. Vâng, đầu tiên là cái phần táp ly của cái cánh cửa đằng trước ở bên phụ. Vâng, toàn bộ các cái phần sơn nhựa keo chỉ. Vâng, có cả các cái cửa gió điều hòa làm cánh, các cái cốp để đồ, có loa keo chỉ zin nguyên. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình thì cực kỳ là phù hợp. Vâng, một cái mẫu xe. Và đây là cái phần đinh bấm keo cột, 7 chỗ ngồi rộng rãi, chạy dầu, táp lô tương đối là sạch sẽ. Toàn bộ các hệ thống táp lô của xe bằng đầu CD nguyên bản nhé. Đầu CD nguyên bản, tất cả các phím chức năng khu trung tâm. Vâng, đây là cái phần số tự động. Vâng, cái này thì chuyển đổi thành màn hình cam lùi thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Hệ thống phanh tay, vô lăng thì ba chấu, có túi khí. Nội thất để ghế da màu kem khá là đẹp. Trần nỉ, vâng, có cửa lóc. Vâng, xe trang bị cả cửa lóc, các cái phần bu lông ốc vít của cái bàn lề cánh cửa còn rất là mới, chưa có cái dấu hiệu của tháo lắp sửa chữa. Vâng, táp ly của cái cánh đằng sau bên phụ. Vâng, tất cả các cái chi tiết về phần sơn nhựa keo chỉ vẫn thì vẫn còn khá là đẹp, vẫn còn zin nguyên. Vâng, các cái hàng ghế tương đối là rộng rãi, đinh bấm keo cột còn nguyên của nhà máy. Vâng, cái dòng này chính là nó là 5 cộng 2 thôi,
chứ phía đằng sau của nó thì là cái ghế của nó rất là chật, chỉ dành cho trẻ em ngồi ngồi tạm thôi. 5 cộng 2 thì là chính xác hơn. Toàn bộ các cái phần nội thất của xe thì tương đối là sạch sẽ và đẹp đẽ. Cua lốp vâng, chưa có cái dấu hiệu mục mọt. Vâng, trang bị la răng đúc. Lốp láp thì còn khá là mới, lốp mới cả dàn. Tất cả các cái chi tiết của cái form đuôi xe khá là đẹp. Trang bị các cái cảm biến cảnh báo va chạm từ phía sau, cho nên lái xe, điều khiển xe rất là an toàn. Vâng, đây là cái ghế sau đã gập xuống để tạo thành một cái khoang chứa đồ khá là rộng rãi. Quý chị các bạn ạ, lật lên thì tạo thành cái chỗ ngồi nhưng mà nó cũng khá là chật chội. 5 cộng 2 thôi. Toàn bộ các cái chi tiết của da, của lỉ vẫn là zin nguyên của nhà máy, bằng trần lỉ nguyên bản. Toàn bộ các cái chi tiết của phần nội thất nhìn từ phía sau khá là đẹp. Toàn bộ các cái chi tiết của cái lắp cốp, keo chỉ sơn nhựa, bằng các cái chi tiết vẫn là chi tiết đi theo xe. Và cái dòng nhập khẩu thì nó rất là bền bỉ. Vâng, chi tiết của cái bánh đằng sau bên lái, lốp láp khá mới. Cua lốp thì chưa có cái dấu hiệu mục mọt. Vâng, cua lốp còn là khá là đẹp. Vâng, đây là cái tập phần tắp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Các cái phần da, hốc để đồ, cũng như là tay hõm cửa, đến cái phần keo chỉ. Vâng, vẫn còn rất là đẹp. Đinh bấm kèo cột. Này, quý anh chị các bạn đi mua xe thì ta xem kỹ tất cả các chi tiết, nó thể hiện là va chạm đâm đụng hoặc là còn zin đã bị thay thế, đã bị sửa chữa hay chưa. Này, toàn bộ các cái tổng gương kính chỉnh điện, có khóa cửa, tất cả các cái chức năng vẫn còn đầy đủ và rất là hiện đại, chỉnh điện hết. Keo chỉ của cái cánh ấy, đằng trước ở bên lái, những bậc lên xuống đã được ốp chrome. Các cái bù lông cánh cửa thì vẫn còn nguyên zin, chưa có dấu hiệu của tháo lắp. Và cái phần cửa gầm của xe, cái dòng này thì gầm của nó khá là cao, nó chắc chắn và nó chưa có cái dấu hiệu mục mọt. Gầm thì còn là khá là ổn. Vâng, chạy cái dòng xe này thì khá là thích. Gầm cao, cái tầm quan sát khá là thoải mái. Đinh bấm kèo cột nguyên zin. Và đây là cái phần táp lô. Đức Trung sẽ lổ máy lên cho quý anh chị các bạn xem. Máy thì chạm chìa khóa đã nổ ngay. Tất cả các cái hệ thống trên xe thì vẫn hoạt động khá là bình thường. Đây là phần gương điện, kính và gương điện. Đây, gương điện thì có cụp xòe nhé. Vâng, sau hơn chục năm sử dụng thì xe cũng vẫn còn khá là chắc chắn. Hệ thống loa đài âm thanh, và đặc biệt là số tự động này thì đi nó rất là nhàn, rất là khỏe. Vâng, vô lăng thì cũng hơi có cái chút mòn bóng qua thời gian. Cửa lóc. Vâng, tất cả các cái chi tiết này thì bên Đức Trung sẽ có trách nhiệm là bảo dưỡng sửa chữa lại cho nó hoàn thiện. Vâng, tất cả mọi thứ thì bên này thì nó cũng lành thôi, rất là dễ sửa. Lâu ngày không sử dụng đến thì nó có đôi chỗ thì nó trục trặc một chút, cái gương ở bên lái cũng như là cái cửa sổ trời nó hơi kẹt nhưng vẫn điều khiển được, lên xuống motor nó vẫn chạy. Bên Đức Trung sẽ cho nó sửa chữa cho nó hoàn chỉnh. Về quý anh chị các bạn mua về thì chỉ việc dùng.
toàn bộ các cái chi tiết của xe thì cũng còn khá là mới. Và chỉ với 250 triệu điều hòa là mát sâu. Tất cả các cái chức năng ở trên xe thì vẫn còn hoạt động đầy đủ. Hệ thống phun nước cũng như là gạt mưa vẫn hoạt động bình thường. Điều hòa mát sâu với lổ máy có một lúc thì mà điều hòa mát, điều hòa rất là lạnh luôn. Và tiếp theo Đức Trung sẽ giới thiệu đến khoang động cơ. Và đây là khoang động cơ của chiếc xe. Và xe thì được trang bị khối động cơ máy dầu 2.0. Và mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ 6 lít rưỡi đến 7 lít dầu trên 100 cây. Khá là tiết kiệm. Máy chạy dầu thì nó rất là khỏe khoắn. Toàn bộ các cái chi tiết từ ụ giảm sóc đến hộp tai, các cái bình nước phụ đến các cái cụm đèn pha, giằng đầu, bình ắc quy, tất tần tật các cái chi tiết của trên xe thì vẫn còn là khá là ổn. Và là một chiếc xe máy dầu bền bỉ, không có cái dấu hiệu va quẹt hay là mục mọt. Xe thì còn rất là đẹp. Và bên Đức Trung đang chào bán là 252 triệu. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Hyundai Santa Fe Gold được sản xuất năm 2004 và đăng ký lần đầu năm 2008. Bên Đức Trung đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị các bạn quan tâm theo dõi.